Xin chào quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phong thủy mệnh lộ bàn thổ. Thưa quý vị, mệnh lộ bàn thổ là một mệnh rất quen thuộc trong phong thủy. Đó chính là một trong những mệnh thuộc ngũ hành thổ. Vậy mệnh lộ bàn thổ có những tính chất và đặc điểm như thế nào? Mệnh lộ bàn thổ hợp với mệnh gì, hợp với màu gì và hợp với tuổi nào? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo từng phần chi tiết cụ thể. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 1. Khái quát mệnh lộ bàn thổ. Thưa quý vị, lộ bàn thổ là đất ven đường. Những người sinh năm Canh Ngọ 1990 và năm Tân Mùi 1991 thuộc mệnh lộ bàn thổ. Họ là những người nề nếp, kỷ cương, nguyên tắc. Họ luôn chấp hành đúng mọi nội quy được đề ra. Họ sống có lập trường riêng của bản thân, nguyên tắc cùng một tư tưởng vững vàng. Đồng thời họ cũng là người đôn hậu, khoan dung, biết kiên trì và nhẫn nại. Tư duy của những người thuộc mệnh này rất là nhanh nhẹn và hoạt bát. Họ có sự quyết tâm và kiên trì, dần dần họ càng ngày càng thành công, vững mạnh. Họ luôn quan trọng uy tín, đạo đức. Trong mọi trường hợp khó khăn, họ không phá vỡ nguyên tắc, bởi họ biết tiết chế cảm xúc, biết kiên trì nhẫn nại, thì thành công rồi cũng sẽ đến với họ. Lộ bàn thổ luôn luôn hướng tới cho bản thân một cuộc sống ổn định. Trong tiềm thức của những người thuộc mệnh này có dấu ấn của lối mòn. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 2. Đặc điểm phong thủy mệnh lộ bàn thổ. Thưa quý vị, lộ bàn thổ có những đặc điểm nổi bật và chúng ta được biết mệnh lộ bàn thổ là một trong những mệnh thuộc hành thổ, cho nên nó mang đầy đủ những tính chất và đặc điểm của hành thổ. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần A. Mệnh lộ bàn thổ hợp mệnh gì? Thưa quý vị, việc lựa chọn mệnh hợp với mệnh của mình rất quan trọng. Lựa chọn đúng giúp mình cảm thấy tự tin hơn, sẽ gặp được nhiều may mắn. Tuy nhiên, tìm và kết hợp với mệnh tương hợp không phải một việc đơn giản. Chúng ta cần dựa vào mối quan hệ tương sinh tương khắc để xác định. Theo quy luật tương sinh, mệnh lộ bàn thổ tương sinh với mệnh hỏa, hỏa sinh thổ, và mệnh kim, thổ sinh kim. Và theo quy luật tương khắc, mệnh lộ bàn thổ tương khắc với mệnh mộc, thổ khắc mộc, và mệnh thủy, thổ khắc thủy. Quý vị lưu ý, mệnh lộ bàn thổ rất khắc kỵ với mệnh mộc. Quý vị hết sức lưu ý cho vấn đề này. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần B. Mệnh lộ bàn thổ hợp màu gì? Thưa quý vị, trong phong thủy, việc lựa chọn màu sắc phù hợp với mệnh của mình thì không còn xa lạ nữa. Chọn màu sắc phù hợp với mình, nó sẽ mang lại nhiều may mắn hơn. Và để xác định được màu sắc tương hợp với bản mệnh, chúng ta cũng cần dựa vào quy luật tương sinh và tương khắc trong ngũ hành. Mệnh lộ bàn thổ nên sử dụng màu đỏ thuộc hỏa, màu vàng thuộc thổ. Hai màu sắc này biểu tượng cho ngũ hành tương sinh. Vì thế, đây là những màu sắc mang lại cát lợi, may mắn trong cuộc sống. Họ sẽ cảm thấy tự tin và thoải mái hơn. Bên cạnh đó, những người thuộc mệnh này cần tránh sử dụng màu đen thuộc thủy, màu xanh thuộc mộc, bởi đây là những màu sắc thuộc ngũ hành tương khắc. Vì thế, khi sử dụng những màu này sẽ mang lại những bất lợi, cản trở khó khăn và ít gặp may mắn. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần C. Mệnh lộ bàn thổ hợp với tuổi nào? Thưa quý vị, vấn đề xác định tuổi tương sinh để kết hợp là một điều rất cần thiết. Bởi tuổi tương hợp hay xung khắc quyết định lớn đến sự tốt đẹp trong các mối quan hệ, đặc biệt là hôn nhân vợ chồng và làm ăn. Bởi chọn được tuổi hợp sẽ mang đến nhiều may mắn, thành công. Ngược lại, kết hợp với tuổi xung khắc sẽ gặp nhiều điều xui xẻo khó khăn. Và mệnh lộ bàn thổ hợp với những tuổi sau đây. Đối với tuổi Canh Ngọ thì mệnh này hợp với các tuổi Tuất và tuổi Dần. Còn những người sinh năm Tân Mùi thì hợp với những người tuổi Hợi và tuổi Mão. Đây là những tuổi tương hợp với những người thuộc mệnh lộ bàn thổ. Khi kết hợp với một trong những tuổi này, người mệnh lộ bàn thổ sẽ được may mắn, các mối quan hệ sẽ phát triển tốt đẹp và gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống cũng như trong công việc làm ăn và trong hôn nhân. Mệnh lộ bàn thổ không hợp với các tuổi sau đây. Đối với tuổi Canh Ngọ thì xung khắc với các tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Dậu. Còn những người sinh năm Tân Mùi thì xung khắc với tuổi Sửu, tuổi Tuất, tuổi Thìn. Đây là những tuổi mà người thuộc mệnh lộ bàn thổ cần tránh kết hợp. Xin chúc quý vị sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Xin chân thành cảm ơn quý vị.